hoang sơ và thơ mộng. Thác Mây như một kiệt tác mà thiên nhiên đã ban tặng dành cho mảnh đất Thạch Thành. Nằm trên địa bàn xã Thạch Lâm, cách thành phố Thanh Hóa hơn 90 km, Thác Mây được đánh giá là một trong những thác nước đẹp nhất xứ Thanh. Thác Mây dài khoảng 100 mét, gồm 9 bậc thác nối liền nhau. Không giống như những con thác khác, nước thường đổ xuống ầm ầm dữ dội. Ở Thác Mây, dòng chảy hiền hòa êm đềm trong không gian xanh ngát của núi rừng, tạo nên một vẻ đẹp rất riêng. Với vẻ đẹp hoang sơ trữ tình cùng hệ sinh thái phong phú đa dạng, xanh mát quanh năm, Thác Mây đang là điểm hẹn hấp dẫn của đông đảo du khách trong và ngoài nước. Những phiến đá màu vàng kết hợp cùng dòng nước trong, trắng xóa không chỉ tạo nên vẻ đẹp độc đáo mà còn giúp du khách dễ dàng lên thác để khám phá thưởng ngoạn. Đến Thác Mây những ngày này, lắng nghe âm thanh tiếng suối róc rách, hít hà hương thơm của gió trời đại ngàn, ngắm nhìn ánh nắng trong veo lấp lóa trên hàng cây xanh mướt, mới hiểu tại sao thắng cảnh này còn được gọi bằng một cái tên khác mỹ miều và lãng mạn: thác chín bậc tình yêu. Mây có nước quanh năm, nhưng đẹp nhất có lẽ là vào mùa hè. Những ngày nắng đẹp, thác nước trong vắt như pha lê. Cũng vì lý do đó, khách du lịch thường đến tham quan Thác Mây vào thời điểm này. Khi thác nước đổ xuống sẽ tạo thành một dòng suối mát lạnh, giúp bạn có thể tận hưởng cảm giác tắm thác một cách trọn vẹn nhất. Người ta ví Thác Mây như một cô gái Mường, ngày đêm vui đùa, tung bọt trắng xóa lên trời. Xuôi xuống dưới chân thác, hòa mình giữa thiên nhiên tươi đẹp, ngắm nhìn ánh nắng sớm mai tràn hòa cùng màu xanh ngút ngàn của núi rừng là những trải nghiệm tuyệt vời mà có lẽ ai cũng nên trải qua ít nhất một lần khi đến với Thác Mây, Thanh Hóa. Với vẻ đẹp nguyên sơ còn được lưu giữ cùng sự quan tâm đầu tư ngày càng bài bản, Thác Mây đang dần trở thành điểm đến lý tưởng, thu hút hàng vạn du khách tới tham quan, trải nghiệm, khám phá và tận hưởng món quà quý giá của thiên nhiên: dòng thác nên thơ và trữ tình nơi núi rừng xứ Thanh.